Thứ hai, ngày 25 tháng 4. Tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Hãy ra đi. Trong bối cảnh cách ly toàn cầu vì đại dịch Covid năm 2020, người ta thấy xuất hiện những chuyến bay nhân đạo của các nước đến vùng dịch bệnh để đưa công dân trở về. Những chuyến bay đem lại niềm vui mừng và hy vọng cho những con người đang lo âu, hoảng sợ. Lệnh truyền của Đức Giêsu dành cho các môn đệ xưa kia vẫn vang vọng trong đời sống Kitô hữu chúng ta hôm nay. Hãy ra đi để mở ra tương quan gặp gỡ, từ đó mới có thể nói về Chúa. Ra đi cũng chính là đi ra khỏi sự an toàn hay định kiến của bản thân, để khơi lên hy vọng về tình yêu, sự bình an và niềm vui của tin mừng. Thánh Marco đã ra đi, rắc gieo niềm hy vọng cứu độ bằng chính cuộc đời, mạng sống và nhất là sách Phúc Âm, công trình vô giá mà Ngài để lại cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến việc học hỏi Phúc Âm và can đảm ra đi, chia sẻ tình yêu Chúa cho mọi người theo mẫu gương của Thánh Marco. Amen.